Ngày 27 tháng 1 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Ngày 29 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Ngày 5 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Chiều 7 tháng 10 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trương Mỹ Lan để làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành, sau đó tử vong. Xác định rõ các hành vi của Trang và Thái. Đưa đây là một cái vụ án điểm để tập trung điều tra, truy tố và đưa ra xét xử điểm để cảnh tỉnh, răn đe chung cho toàn xã hội. Tội bị cáo là gì? Cơn bão Việt Á tận nổi, lãng phí niềm tin của nhân dân. Họ trục lời, họ xa xẹo, họ chấm bút, họ chết chát. Công ty Việt Á, họ là ai? Tại sao họ lại có quyền lực chi phối và sức ảnh hưởng lớn đến như vậy? Quá trình điều tra đại án Việt Á, Bộ Công an xác định bị can Phan Quốc Việt, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 đã thu lãi 4.000 tỷ đồng và chi bồi thường khoảng 800 tỷ đồng để được cung ứng kit xét nghiệm. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 29 vụ án và 102 bị can liên quan tới đại án Việt Á. Trong đó, Bộ Công an khởi tố 29 bị can, Bộ Quốc phòng khởi tố 5 bị can. Còn lại, Công an 24 tỉnh khởi tố 68 bị can. Trong đại án Việt Á, tính tới nay, Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố bắt tạm giam 102 người để làm rõ nhiều tội danh khác nhau. Ngày 7 tháng 6, C03 Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Vì đã có những sai phạm trong vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á. Cùng ngày, C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ để điều tra về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Căn cứ để xác định họ tên Trần Khắc Thanh, họ tên Lê Văn Thanh, họ tên Nam vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ Việt Á, công an vô xét nhà, vô xét cơ quan, vô làm việc có 10 tỷ đồng ở trong tủ sắt của cá nhân đó. Như vậy tiền mặt ở đâu mà nhiều như thế? Có cả những người có học hàm, học vị, những giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ. Chỉ mới đây thôi, chính họ là những người được tôn vinh, có người còn được trao tặng huân chương lao động. Nhưng trong chớp mắt, một cơn đại dịch Covid-19 đi qua, họ liền trở thành những phạm nhân. Người xấu đã và đang bị lôi ra ánh sáng và bị xử lý. Y tế cả nước đang trao đảo. Giá như không để xảy ra những vụ việc đau lòng như thế, để không làm lãng phí niềm tin của nhân dân. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Tào Đức Hiệp, Nguyễn Hồng Hà, Trần Thị Hoàng Anh, Lê Thị Ngọc Anh, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự, Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu được thực hiện với mục đích tốt đẹp ban đầu đã bị nhiều cá nhân làm cho hoang ố. Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 37 bị can để làm rõ các hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có nhiều quan chức, cán bộ của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ. Bộ Công an xác định có chuyến bay, các bị can đã trục lợi hàng tỷ đồng. Số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án lên đến hàng chục tỷ đồng. Chiều 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C01 Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Đã nhiều lần bị phạt nhưng vẫn tái phạm, bán ra hàng trăm triệu cổ phiếu mà không thông báo trước, thu lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng. Ngày 4 tháng 4,
bà Trịnh Thị Minh Huế. Ngày 5 tháng 4, bà Trịnh Thị Thúy Nga, em gái ông Trịnh Văn Quyết, bị bắt để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Đến ngày 25 tháng 8, ba anh em ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố bổ sung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều tài sản của ông Trịnh Văn Quyết bị phong tỏa. Siêu xe Rolls Royce màu vàng, du thuyền hạ giá, lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần thứ 5. Bamboo, FLC kéo dài chuỗi ngày thua lỗ. Có một số biểu hiện lệch lạc trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Bằng cách nào mà vượt qua được các cơ quan quản lý nhà nước một cách dễ dàng như vậy, trong khi cả xã hội nhìn thấy đó là những giao dịch không bình thường. Ngày 5 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, 61 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tân Hoàng Minh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, 6 người khác, bao gồm Đỗ Hoàng Việt, con trai ông Đỗ Anh Dũng cũng bị khởi tố và bắt tạm giam. Ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định, tỷ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư. Nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh vẫn chưa biết ngày nhận lại tiền. Chỉ trong chưa đầy một tuần lễ, hai đại gia chứng khoán và bất động sản ngã ngựa, khiến thị trường chứng khoán biến động khó lường, khiến nhiều nhà đầu tư e ngại, mất niềm tin. Trưa 8 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông. Khẳng định Công ty An Đông không phải là cổ đông của SCB. Bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Hai vụ án, 27 bị can đã bị khởi tố liên quan tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2019. Tài sản của 762 công ty liên quan vụ án đã bị đóng băng. Đây là một trong những vụ án khó và rất khó. Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp. Tôi gào, tôi hét bởi vì tôi không cam tâm, tôi lao ra như một con thiêu. Trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Đông người dân kéo đến nhà bà Hằng theo dõi sự việc. Nhiều YouTuber livestream xuyên suốt từ chập tối. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng của nhiều cá nhân. Ngày 22 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến Nguyễn Phương Hằng. Ngày 31 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định nhập vụ án hình sự để điều tra. Việc của bà Nguyễn Phương Hằng xảy ra, như vậy thì có phải chăng là những người vi phạm mà ít tiền hay là không có tiền thì xử lý ngay và luôn được? Chuyện là có tiền thì làm, không có tiền thì không làm không. Tôi có thể khẳng định rằng các cơ quan của Bộ Thông tin Truyền thông không có việc nào. Ngày 29 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, công ty AIC. Bằng mối quan hệ với các lãnh đạo tỉnh và sở ngành ở Đồng Nai khi đó, bà Nhàn đã thiết lập quân xanh tham gia đấu thầu và trúng 16 gói thầu trị giá hơn 665 tỷ đồng tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng. Nhiều quan chức, cựu quan chức tỉnh Đồng Nai ngã ngựa sau những món tiền tỷ ngụy trang dưới gói trà, lót tay sau bữa ăn và quà biếu dịp lễ Tết. Sáng 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, 8 bị cáo vắng mặt được xác định đang bỏ trốn. Cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai nhận tội nhận hối lộ. Công ty AIC đứng ra nhận bồi thường toàn bộ 152 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố cô Nguyễn Võ Tình Trang. Bi kịch với cháu bé xảy ra vào buổi học ngày 22 tháng 12 năm 2021. Sau đó thì cô Trang cô có lấy một cái cây gỗ tròn, đường kính khoảng 2,2 cm, dài khoảng 90 cm, đánh nhiều cái. Cho hiện nay không nhớ bao nhiêu cái rồi. Đến 19 giờ 30 phút, cháu bé tử vong. Công an thành phố thống nhất với liên ngành tố tụng sẽ đưa đây là một cái vụ án điểm để tập trung điều tra, truy tố và đưa ra xét xử điểm để cảnh tỉnh, răn đe chung cho toàn xã hội. Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố về tội giết người và hành hạ người khác. Quá là áp lực, người có học thức cao mà nói chuyện với một đứa cháu như thế. Cha ruột bé gái là Nguyễn Kim Trung Thái bị khởi tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Trong thời điểm đó thì bị cáo có sát camera do tinh thần là không có ổn định. Cháu sợ cái gì?
sợ cái gì mà xóa các cái dữ liệu trong camera. Vậy thì bị cáo là gì? Thì vậy là mình. Bản thân bị cáo lúc đó cũng không lý giải được hành vi tàn nhẫn của mình ạ. Vì vậy đề nghị tuyên mức án cao nhất đối với bị cáo. Thì đối với đứa con trai của bị cáo thì bị cáo đi mong muốn là bị cáo có thể về chăm sóc nó tốt nhất, bù đắp lại những cái sai phạm của mình. Mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo một con đường lui. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, ở tỉnh Gia Lai, mức án tử hình về tội giết người. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là cha ruột của nạn nhân, mức án 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù. Công lý sẽ được thực thi, linh hồn của cháu sẽ được siêu thoát.